Chào các anh em. Hôm nay chúng ta có một chiếc radio rất là nhỏ xinh. Một chiếc radio cầm tay hay còn gọi là radio bỏ túi. Chúng ta có thể mang đi khắp nơi, đi cà phê, đi du lịch, đi đến bất kỳ nơi đâu mà chúng ta muốn, rất là tiện lợi. Đồng thời đây cũng là một món quà rất ý nghĩa nếu chúng ta tặng cho ba mẹ, cho ông bà. Các cụ mà có cái radio này gối đầu giường để nghe thời sự hàng ngày thì thật sự là các cụ sẽ cảm thấy rất là thích, rất là yêu quý đây. Cái sản phẩm này còn rất là mới. Nó có cái model là ZF580 của hàng Panasonic. ZF580 của hàng Panasonic. Nó rất là nhỏ gọn thôi. Cầm vừa trên lòng bàn tay, vừa ngay trên lòng bàn tay. Nó có 3 băng tần TV này, FM này, AM. FM ở đây thì là 108 luôn. Chúng ta có thể bắt được tất cả các cái đài. Và nó sử dụng ở đây là hai pin tiểu, rất là thông dụng, rất là dễ sử dụng. Máy còn rất mới, 3V, máy còn rất mới, có thể nói là mới 99%. Và điều đặc biệt ấy, cái sản phẩm này thì nghe rất hay, âm thanh nghe tiếng cực kỳ hay, âm thanh nó trong trẻo, tiếng nó dễ nghe lắm. Nó không giống như một số những cái radio mà tôi đã được sở hữu, trong đấy có một số những cái mà nó nhỏ. Nó cũng là radio bỏ túi cầm tay, nhưng mà âm thanh nó rất khó nghe. Âm thanh cái tiếng nó bị thé, nghe nó rất là khó nghe, thật sự rất khó nghe. Nhưng mà cái radio này thì âm thanh rất là tốt. Đây bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm thử mở lên. Đây ở bên hông này nó có một cái phím để chúng ta tắt mở. Tắt mở ngay bên hông này. Rất là thuận tiện. Đồng thời nó cũng là cái phím volume luôn. Còn ở bên hông bên phải thì có một cái nút để chúng ta dò kênh, chúng ta sẽ chuyển kênh. Đây là cái anten, chúng ta có thể kéo lên để bắt sóng được tốt hơn. Máy còn có cả một cái dây rất là thuận tiện để chúng ta có thể cầm nó chắc tay hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm ngay chất âm của em này. Đây, chúng ta mở lên. Đấy. Máy có đèn báo luôn ha. Đấy, nó có cái đèn hiệu rất là thuận tiện. Đấy. Những sản phẩm chăm sóc răng miệng phổ biến hiện nay trên thị trường được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Music Box, chiếc hộp âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến với những ca khúc nhạc phim đã đạt được những thành công vang dội và trở thành hit trong thị trường US UK. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc một lần đến từ phần thể hiện của Trọng Hiếu Idol. Âm thanh rất tốt nhỉ, âm thanh phải nói là rất là chuẩn, dễ nghe lắm. Volume cực kỳ tốt. Nhưng anh Đức cho biết, trong ngày 31 tháng 7 có 1 triệu liều vaccine Sinopharm đã đến thành phố. Từ hôm nay thì thành phố xem như bước vào đợt 6 tiêm vaccine, sẽ tiêm kéo dài hết tháng 8 với sự hỗ trợ của chính phủ, ông Đức thông tin. Cũng theo ông Đức, trong đợt này vẫn tiêm 3 loại là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Còn vaccine Sinopharm vẫn đang chờ Bộ Y tế thẩm định sau khi được cấp phép sẽ tiêm bình thường. Đất tiêm đã có nghe rồi, đúng ạ. Bởi vì chính vì vậy mà chương trình giao thông giờ cao điểm thì chúng tôi cũng có thêm một cái nhiệm vụ khác, đó là tuyên truyền hướng dẫn về cái việc lưu thông trong khi mà thực hiện giãn cách xã hội, cũng như là phân luồng giao thông và những cái vấn đề cần thiết đối với các bác tài hoặc là những người khi mà có nhu cầu tham gia. Bắt được rất nhiều đài. Dạ. Và âm thanh tiếp tục là thông tin về tình hình giao thông, Linh sẽ được chuyển sang khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường. Phóng viên Huỳnh Thanh cho biết là khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường vắng mặt trên toàn cầu. Sản phẩm may mặc made in Việt Nam chiếm 6,4% thị phần thế giới.
Tin thế giới, thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Hee-jung hôm nay cam kết hợp tác với các nước ASEAN để vượt qua đại dịch COVID-19. Vé có giải thích việc mình chưa in và liền xuất hiện mã QR mới cho lực lượng chức năng. Trước đó thì Sở Giao thông Vận tải giao cho Thanh tra Sở khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện. Về cơ của thành phố và cam kết là không để đàn con thiếu đói. Và vấn đề ở đây là thành phố sẽ cố gắng để nhu cầu có thể ráp được với khả năng đáp ứng. Và về việc này thì thành phố đã thành lập. Bộ Y tế và tiếp đến các khu vực phong tỏa để tạo các vùng an tiếng cực kỳ tốt, rất tốt luôn các anh em. Nếu mà chúng ta có ý định là đang kiếm một chiếc radio nhỏ xinh, có thể cầm tay bỏ túi tiện lợi mang đi khắp nơi, và âm thanh chuẩn, sóng nét căng, thậm chí là giá nó phải nó cực kỳ hợp lý, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được chiếc radio này, thì anh em nên chọn cái model này. Model này tôi thấy rất là hay, cho nên hôm nay giới thiệu đến các anh em Panasonic ZF580 các anh em nha. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ tiện lợi. Sử dụng hai pin tiểu, loại rất là thông dụng, máy cực kỳ tiết kiệm pin các anh em. Trời ơi, hai pin này chúng ta dùng biết bao giờ cho hết pin. Nó hết pin lắm. Tôi dùng phải đến gần 1 năm rồi. Gần 1 năm mà chưa thay pin. Nói chung là những cái sản phẩm này thì nó rất là tiết kiệm pin. Và nó cực kỳ bền. Phải nói là siêu bền, chả có lý do gì để nó hư cả. Những cái radio này thì không có lý do gì để hư. Mới nhỉ. Và điều đặc biệt anh em nhé, ở cái văn bản trước này là những cái chữ này đấy, nó không phải là được in ở bề ngoài đâu, mặt ngoài đâu, nó được in ở mặt trong của cái tấm kính Meka này, thành thực ra là nó rất là mới, nó chúng ta không lo là nó bị phai màu, bị chầy sức những cái chữ này, rất là hay. Cái nền đấy thì nó ánh kim nhìn như là những ngôi sao đêm trên bầu trời đấy anh em nhỉ. Đẹp nhỉ. Đấy, đơn giản thôi, rất đẹp, nhỏ xinh thôi. Đẹp. Cảm ơn anh, em liên hệ ngay ạ. Cậu gọi hotline 094230. Trước đây chúng ta cùng tiêm vaccine, được hỗ trợ nhu yếu phẩm, chắc chắn rằng người dân sẽ yên tâm ở lại, sẽ không còn những dòng người đổ về quê để tránh dịch vất vả, khổ sở và tiềm ẩn những nguy cơ cho chính họ và cho cộng đồng. Hiện nay thì tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đang có dấu hiệu chứng lại. Thành phố đã siết chặt thực hiện chỉ thị số 16, đảm bảo thực hiện đồng bộ trên địa bàn, quy định rõ 7 nhóm đối tượng được phép ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Số phương tiện tham gia giao thông giảm gần 80% so với thời điểm trước khi thực hiện giãn cách. Đối với điều trị, cùng với các bệnh viện công lập, thành phố đã huy động các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Hiểu giãn cách xã hội để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Và trưa nay thì tại họp báo thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 thì ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tính đến tối qua thì Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 920.000 liều vaccine, về cơ bản thì hoàn thành đợt tiêm thứ 5 trong vòng 10 ngày. Từ hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào đợt tiêm thứ 6. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.